Anh đang xem gì vậy? Khu lõm gì kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ không biết nữa. Anh đừng giả bộ với em nữa được không? Dù gì á, vợ anh cũng đi chợ rồi, anh đâu cần diễn kịch với em nữa đâu. Cô nói gì vậy? Nói gì? Có mèo nào á mà lại chê mỡ hả? Công nhận nha, cơ thể của anh á rắn Nè, chắc thiệt cô tránh luôn ra á. đi. Khỏe lắm luôn. Anh chỉ cần á hả, ngủ với em một đêm thôi, chắc chắn là sẽ có con được mà. Nè, tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô đó. Tôi nói cho cô biết nha, tôi không phải là một người hám gái đâu. Thì em biết, anh đâu phải hám gái đâu. Nhưng mà giờ anh chỉ cần ngủ với em một đêm thôi, rồi á mình sẽ có con. Mẹ anh đang muốn có cháu lắm luôn đó. Nhà Trời đi mà. ơi. Em Tôi công nhận nha, chồng của chị cứng thiệt đó, dụ mãi mà không được gì hết trơn. trên đời này làm sao có loại người lẳng lơ vô liêm sỉ như cô chứ. Thôi khỏi chửi, không ăn thua gì đâu. Trước sau gì á, tôi cũng mê được chồng của chị thôi à. Dù gì á, mẹ chị cũng đưa tôi vô đây, chứ tôi đâu tự ý vô đâu, đúng không? Cô dám? Chị dám đánh tôi không? Em à, Chị muốn mẹ chồng của chị á đập đầu lần nữa hả? em bớt nóng đi. Em mà đánh cô ta khác nào hạ thấp mình. Nhưng mà em tức lắm, em chịu hết nổi rồi. Nghe anh Sao đi. cô ta lại trơ trẽn như vậy chứ? Nè, cô đừng có mà quá đáng. Cô mà đụng tới vợ tôi á thì đừng có trách tôi. Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà ồn ào như cái chợ vậy hả? Đầu thì đang đau như búa bổ, muốn nằm nghỉ ngơi một chút cũng không được chứ mấy người thế này à? Mẹ, coi hai người đó hù nhau ăn hiếp con kìa, còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Chắc con ra khỏi nhà thiệt đó mẹ. Cô có thể để cho cái nhà này yên ổn một ngày được không hả? Dạ con. Con cái gì? Đi chợ rồi thì mang vô bếp đi, còn ở đây kiếm chuyện nữa. Tôi xin cô đó. Xã, bây giờ bà xã muốn đi đâu? Sông nước miền Tây có gì vui đâu mà đi. Ừ, xem nói vậy, nhiều chỗ đẹp lắm đó. Hay là bây giờ mình đi Tràm Chim ngắm chim đi, đẹp lắm. Hay là đi du lịch đồng quê cho em chèo xuồng bắt cá, em chịu không? Em không có quen nghe mùi bùn. Vậy hả? Nhìn thấy nước mắt của em, anh chịu không nổi. Ở trong lòng anh, em là một Chiêu Dương, lúc nào cũng quyến rũ và mạnh mẽ hết mà. Chiêu Dương của ngày xưa đã chết rồi, bây giờ em còn không biết em là ai nữa đây nè. Anh uống với em đi, em muốn quên hết tất cả mọi thứ ở hiện tại. Uống với em đi.
Vào đi. Mới sáng sớm sao mặt giám đốc đầy tâm trạng quá vậy? Hôm nay em biết anh gặp ai không? Là nhân vật nào mà khiến tâm trạng của anh lại bần thần như vậy? Đó là Chiêu Dương. Chiêu Dương? Ừ. Em nghe nói hình như là cô ấy vừa mới ra tù. Đúng, được một năm rồi. Bây giờ chị Chiêu Dương ra sao? Đã kết hôn. Là Võ Hiếu? Ừ. Nhưng mà nghe nói cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Vậy sao? Bây giờ chị Chiêu Dương đang ở đâu? Ở thôn quê. Một người như Chiêu Dương làm sao mà thích nghi cuộc sống ở thôn quê được. Anh vẫn còn yêu cô ấy. Chưa bao giờ anh ngừng yêu Chiêu Dương. Cho nên bây giờ anh vẫn chưa kết hôn. Ngay cả một người tình cũng không có nữa. Anh si tình quá. Từ cái ngày đầu tiên Chiêu Dương bước vào đây, anh đã yêu cô ấy vô điều kiện. Đuổi tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Chúng ta có cùng cảnh ngộ đúng không? Em cũng vậy. Lấy chồng đi. Em chờ anh. Chúng ta làm việc với nhau đã lâu năm, chắc có lẽ là bạn tốt thì sẽ hay hơn, đúng không em? Người ta đã có bến đậu rồi. Anh định thả thuyền mình đi đến bao giờ? Suốt cuộc đời này, nếu mà anh không lấy được Chiêu Dương, anh sẽ ở như vậy cho tới chết. Anh ký đi, lát em vào lấy. Ngồi bàn này đi em. Sao anh lại đưa em vào những nơi sang trọng như vậy? Thì tại em không thích đi chơi thì mình đi nhậu. Mà lâu lâu đãi vợ tốn kém chút cũng được. Không thôi em nói anh là chồng mà keo kiệt làm sao. Nhưng mà anh nhìn em đi, em đâu có hợp với mấy nơi này đâu. Quan trọng gì vẻ bề ngoài? Dạ em. Quan trọng là trong túi tiền của mình đủ chi đủ trả, muốn ăn muốn uống cái gì cũng được. Nhiều món ngon lắm. Anh gọi món gì cũng được, em ăn gì cũng được mà. Vậy anh gọi nha. Cho anh nửa ký tôm gà sống nướng mọi nha. Rồi một con gà hấp mắm nhỉ. Rồi rau càng cua bớp bò. Dạ em biết rồi. Ăn sơ sơ vậy em ha. Ừ. Dạ anh chỉ có dùng thêm nước gì không mà. Em uống gì? Uống rượu đi. Ừ. Cho tôi hai chai rượu ngon nhất ở đây. Dạ rồi. Dạ em đem lên liền.
Em biết em mới kiểu gì không vậy? Hai chai hả? Ừ. Em tính giết anh. Thì lâu lâu hai vợ chồng mình sai một bữa có sao đâu. Ừ, chung nên còn lái xe đó. Mà anh không muốn bữa ăn này phải tốn 35 triệu đâu nha. Còn giả bằng 2 năm nữa đó. Thì quá lắm, hai vợ chồng mình đi taxi về. Xe cứ ở lại đây đi, ngày mai ghé lấy. Ok, vợ thích thì chồng chịu. Mẹ nè, bác sĩ nói á, ăn thịt bò nhiều sẽ tốt lắm đó. Mẹ ăn đi mẹ. Giờ mà có ăn gan trời á, cũng không có khỏe lại được nữa. Em cũng ăn miếng đi. Cô có tay thì tự gấp ăn, sao bắt chồng hầu như vậy? Con á, có hiếu thì có hiếu với cha mẹ, chứ ai lại có hiếu với vợ. Bà công nhận nha, cái việc đẻ thì dở tệ luôn, nhưng mà nấu ăn á, ngon nhất nách luôn. Cô ăn thì lo ăn đi, không nói không ai nói cô cầm đâu. Nè, anh ăn miếng đi. Người ta nói á, đàn ông phải ăn nhiều mới khỏe, mới đẻ được con trai đó. Nè, chồng của tôi tự chăm sóc được nha. Sao? Trời đánh còn tránh bữa ăn, cô có thể để cho tôi nuốt trôi chén cơm này không hả? Cả nhà ăn cơm, con no rồi. Em à, thái độ của cô vậy là sao? Tôi mới nói có một câu à, là đứng lên ngoe ngoải muốn đi. Đúng là cái thứ mồ côi không ai dạy dỗ mà. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, tội nghiệp vợ con. Tội nghiệp cho vợ con, còn ai tội nghiệp cái thân già này. Ngày xưa mẹ làm dâu, câu trước câu sau là chối chà đập đầu, chứ không phải như bây giờ, mới nói có một câu à, là ngoe ngoải giận hờn. Sao tôi vô phước như vậy? Tổ tiên ơi, dòng họ nhà mình tuyệt tự tuyệt tông rồi. Mẹ, nếu mẹ không ăn cơm nữa, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi nha. Cô đi đi, cô đi ra khỏi cái nhà này. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt cô là tôi tức máu lên à. Đồ ăn thì quá trời, không ai ăn hết, lãng phí. Tôi ăn, không ăn thì tôi ăn thôi. Ngon bỏ uổng. Dạ, vô mấy anh. Chúc sức khỏe mấy anh. Em muốn được chỉ uống nha, xin phép mấy anh. Thôi uống hết ly này thôi, anh say rồi, không để coi với em nữa. Vậy thôi em không ép. Mà sao bữa nay em uống dữ vậy? Em đang buồn hay vui? Không buồn cũng không vui. Nhưng mà em thấy về sau này tủ lượng của anh ngày càng tệ đó. Thì anh già rồi, chứ ngày xưa hả, đố ai uống lại anh. Ngày xưa như là một thế giới khác. Em không bằng lòng với thế giới hiện tại à? Em thấy em như một kẻ xa lạ trong thế giới này. Anh nghĩ là em cần thời gian để hòa nhập. Bao lâu? Anh tin em sẽ làm được mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Đừng tin em. Ủa, anh đi đâu vậy? Mình vô đi. Chắc là người quen của ổng đó mà. Thôi mình vô đi. Mời, mời. Uống đi anh. Chào hai bạn. Tôi ngồi ở bàn kế bên. Tình thương mến thương nên tôi mời hai bạn một ly. Chồng tôi sai rồi. Tôi thay mặt chồng tôi uống với ông. Không, anh không sai. Để tôi uống với anh. Mời anh. Giờ anh tủ lượng khá đó. Dạ, cảm ơn anh.
Cô ấy luôn là số một trong mắt tôi. Không biết hai bạn có hứng thú không? Tôi có đặt một chiếc du thuyền đi châu Âu, 7 nước. Nhóm bạn tôi cũng đăng ký hết rồi. Nếu hai bạn có đi á, nhớ gửi thông tin cho tôi nha. Tại sao lại có nhà ý mời vợ chồng tôi? Tôi chỉ muốn có một tay nhậu bản lĩnh như vợ anh đây thôi. Ngoài ra tôi không có ý gì hết đó. Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại sao. Vậy chào hai vợ chồng nha. Kìa, ông về kìa. Ủa anh, rất rượu đi em. Rất rượu cho anh kìa. Đầy ly luôn đi. Dạ mời anh. Anh tình hình sao rồi hả? Quái lạ. Tại sao lại có những thằng cha như vậy? Kệ người ta đi. Sống như vậy em thấy đáng mà. Anh biết là em từng ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Giờ em đi lòng vòng trong nhà thôi. Cho anh thêm một thời gian nữa nha. Kiếm nhiều tiền hơn anh sẽ đưa em đi. Chờ đến lúc có tiền, lúc đó chống gậy mà đi, còn hưởng thụ được gì chứ. Anh đi toilet một chút. Người đẹp kêu vô kìa. Trông như đã mặt ngoài còn nghe. Mợ ba. Dạ. Cho tôi xin miếng bột ngọt coi. Qua đi chợ quên mua rồi. Em còn một bịch nguyên ở trong để em lấy cho chị. Thôi khỏi đi, chị lấy miếng về chị nêm canh rồi mai chị mua. Dạ. Ủa rồi sao bữa nay làm có mình vậy? Mấy đứa làm đâu? Mấy đứa nó có đám dỗ xin về sớm, còn Dương nó đi chơi với chồng nó rồi. Ừ, để cho vợ chồng nó đi chơi cho hâm nóng tình cảm, cho vợ nó bớt khùng. Mà ba, tại dạo này tôi thấy Dương nó sao sao đâu á. Tôi buộc miệng tôi nói vậy thôi. Mợ cũng đừng buồn tôi nghe. Con gái cũng là nó, mà con dâu cũng là nó, nên đôi khi tôi nói ra vậy mất lòng mợ. Em không có buồn chị đâu chị hai. Con gái em hiểu tính nó mà. Nó đang có cái gì đó không ổn. À, em quên nữa, để em vô lấy bột ngọt cho chị. Ừ. Biểu nó đẻ đứa đi, trông cháu cho nó đỡ buồn. Nè, mẹ gọi chị kìa. Nhanh đi. Vô đi. Dạ, mẹ kêu con. Ừ. Bay á, lấy xe bay đi ra chợ thị xã, tới tiệm thuốc bắc mua cho mẹ 5 thang thuốc bổ. Dạ, con biết rồi mẹ. Bay đi liền đi. Dạ, con sẽ đi liền. Nè. Dạ. Bay đi một mình thôi. Để thằng Quý ở nhà nó chăm sóc cho mẹ. Lỡ mẹ có chuyện gì còn có người đưa đi cấp cứu. Dạ, con biết rồi mẹ. Ừ. Con xin phép mẹ.
Dạ tôi biết rồi. Dạ cảm ơn anh. Anh, em ra ngoài xíu nha. Ủa, em tính đi đâu vậy? Dạ mẹ mới kêu lên chợ thị xã để mua thuốc cho mẹ. Ờ, đợi anh thay đồ đi. Anh lấy xe hơi chở em đi. Thôi được rồi anh, để em đi xe đạp được rồi. Anh ở nhà coi mẹ giùm em nha. Em nè, em sao vậy? Em nhìn ngoài trời đi, đang nắng như vậy nè. Em đi làm sao mà chịu nổi? Để anh qua nói với mẹ, chiều mát rồi đi. Thôi mà anh, em xin anh đó, em không muốn bị la đâu. Em đi một chút xíu rồi em về mà. Em đi á. Mẹ à, vô đi con. Mẹ à, thuốc bổ con mua cho mẹ nhiều lắm mà. Sao mẹ không uống, là kêu vợ con đi hút thêm uống vậy? Thì mẹ cũng uống đó chứ. Nhưng tại vì mẹ quen uống thuốc của ông thầy ngoài đó, nên hễ thấy mệt mỏi chỉ cần uống vài thang là mẹ khỏe. Mẹ, con nấu chè cho mẹ nè. Ừ, để đây rồi con về phòng ngủ đi. Đưa đây cho tôi. Mẹ, mẹ ngồi dậy ăn miếng chè đi mẹ. Ừ. Được rồi con. Ừ. Ờ, sao vậy mẹ? Chè gì mà ngọt quá. Con ăn thử coi. Mẹ, con thấy chè bình thường mà đâu có ngọt lắm đâu. Ờ, chắc tại do mẹ bệnh nên mẹ ăn gì cũng không thấy ngon. Thôi con ăn giùm mẹ đi để bỏ uổng. Dạ, để chú con ăn. Mẹ, hay là để con mua vé cho mẹ đi du lịch một chuyến nha. Trời đất ơi, cái chân mẹ bây giờ đụng vô chỗ nào cũng đau hết. Đi làm chi hành xác hả con? Mẹ, bây giờ đi máy bay nhanh lắm. Mẹ phải đi du lịch, đi đây đi đó thì đầu óc mới thông thả được. Thôi được rồi, để khi nào mẹ khỏe hẳn rồi hãy tính nghe con. Dạ. Thôi con ăn chè đi, để nó nguội hết. Dạ. Sao hơi đắng đắng mẹ? Ờ thì chè hạt sen, nó phải đắng thì nó mới nên thuốc chứ con. Ăn đi con. Để con nấu cho mẹ uống luôn nha. Không cần đâu, con đi chợ mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Dạ. Thank you.
làm gì trên giường tôi vậy? Em hỏi anh mới đúng á. Anh làm gì em vậy? Anh làm gì em? Tôi không làm gì cô hết đó. Không làm hả? Không làm mà anh cởi sạch đồ em vậy hả? Nè, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm với em nha. Trời ơi, cô tránh ra đi. Nè gì? Đi xuống đi. Thôi em không biết đâu. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Nè. Ok rồi đó. Đi vô, đi vô. Nè. Mẹ, giờ con về chưa mẹ? Về rồi. Trúc Trà, Trúc Trà, mẹ à, vợ con đâu rồi mẹ? Vợ con về, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của con, nó chạy đi rồi. Xảy ra chuyện gì vậy con? Má ơi. Được rồi, được rồi. Nín đi con, nín đi. Con má nè, con má nè. Nín đi con, nói má nghe. Con nói cho má biết, ở bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Cái con nhỏ đó, nó lại đánh con hả? Nó không đánh con thì là chuyện gì hả? Nói cho má biết đi. Ngủ với chồng con. Cái gì? Con không biết tại sao anh Quý lại cho con nhỏ đó lên giường nữa. Trời ơi là trời. Má ơi. Nín đi con. Trời ơi, tại sao con gái tôi lại khổ đến như vậy chứ? Thưa má, con mới về. Con ơi, chuyện động trời lắm con ơi. Chuyện gì vậy má? Gì vậy Trúc Trà? Thằng Quý, thằng Quý với con nhỏ nó ăn nằm với nhau. Có chuyện đó hả Trúc Trà? Vậy con có tận mắt thấy không? Chính con, chính mắt con nhìn thấy hai người đó nằm trên giường của con không mặc gì hết á. Chết tiệt, tại sao thằng Quý nó dám làm như vậy chứ? Anh sẽ đập cho nó một trận. Thôi nín đi con. Trúc Trà, tại sao lúc nãy em cũng tỏ vẻ ra yếu đuối vậy? Bắt tận tay thằng chồng mình ngoại tình như vậy thì phải đập chết con kia. Cần thiết nữa thì ly dị, tiếc gì cái loại đàn ông đó. Em run lắm. Thấy như vậy em chỉ muốn ngất xỉu thôi à. Em không biết làm gì hết. Mỗi người mỗi tính. Tính Trúc Trà như vậy, làm sao số Trúc Trà đánh nhau được? Em nói như vậy để Trúc Trà mạnh mẽ hơn. Hôn nhân của nó phải biết tự bảo vệ chứ. Hở một cái là về mét má, hở một cái là xỉu. Em nó không mạnh mẽ được như con, nó phải nương tựa vào gia đình chứ.
giờ còn ai để cho nó nương tựa nữa đâu. Phải giải quyết chuyện này liền, không thể để nhà người ta đối xử với nước trà như vậy. Đúng rồi, còn dì má phải qua bên kia cho họ một trận, họ không thể làm như vậy được. Đi, đi dì má với anh qua nói chuyện với nó. Nhà họ không thể nào mà đối xử tàn tệ với em như vậy được. Đi. Thôi anh, em không muốn về bên đó đâu. Có anh em sợ cái gì? Đúng rồi đó con, con phải đi với má với anh. Con có ra khỏi nhà đó, con phải đi đường đường chính chính mà ra. Họ rước con về đàng hoàng, con bỏ đi như vậy họ sẽ nói là con theo trai đó. Đi với anh, em ở nhà, anh với má qua nói chuyện nha thằng Quý. Má về liền nghe con. Anh sốt ruột bất bình cho người tình cũ của anh chứ gì? Tôi chỉ muốn tốt cho Trúc Trà thôi, làm gì mọi người phản bác ý kiến của tôi dữ vậy chứ? Tại sao mọi chuyện xảy ra mà mình không nhớ gì hết vậy? Tại sao chứ? Hai đứa bay đã làm gì nhau chưa? Anh uống thuốc vô, anh ngủ như chết á, con có làm gì được anh đâu. Thì mẹ đã tính rồi, cho nó ngủ sai là để mình giàn cảnh, chủ yếu á là muốn cho con vợ của nó thấy kìa. Mà phải công nhận nha, mẹ cao tay thiệt đó. Mà kỳ này á hả, cô ta bỏ đi rồi, con á hả, quá trời cơ hội luôn mẹ. Mẹ già tới tuổi này rồi, không lẽ thua con nhỏ đó. Con bảo đảm với mẹ, lúc cô ta nhìn thấy cảnh đó chắc tức mà nhảy cầu chết luôn đó mẹ. Bây giờ phần tôi đã lo xong rồi đó, còn lại cô tự lo đi. Mẹ yên tâm đi, chuyện quyến rũ á là chuyện của con mà. Mỡ treo miệng mèo, mèo nào mà chê hả mẹ? Nhìn cô là tôi biết rồi, cô khỏi phải khoe. Quan trọng là cô mau kết thúc hợp đồng với tôi đi. Ừ, con biết rồi. À mà mẹ, đẻ xong á là đưa cho mẹ liền hả? Việc của cô là đẻ, còn việc nuôi là của tôi, cô khỏi phải bận tâm. Đúng rồi đó mẹ, mẹ là đúng ý con nhất luôn đó. Đẻ xong á là con giao cho mẹ luôn nha, con không có nuôi đâu đó. Con á mà nghe tiếng con nít khóc á là đầu óc con nổi điên luôn đó mẹ, không có được đâu. Tôi hiểu cô, để cho cô dễ bay nhảy chứ gì. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất à. Cô Út. Nè con chào cô Út. Có chuyện này nói nghe nè. Có chuyện gì mà hai mẹ con vui dữ vậy? Thành công rồi, thành công rồi. Chuyện gì hả? Hồi nãy tôi cho hai đứa trên lầu á, con kia nhìn thấy nó khóc quá trời luôn. Ừ. Không có con là lỗi của mình, nói ra thì mẹ lại thất vọng, không nói thì lại quá tội cho Trúc Trà. Mình yêu Trúc Trà nhưng cứ để cho cô ấy chịu đựng cuộc sống như vậy thì khác nào là địa ngục chứ. Hay là nhân dịp này mình giải thoát cho Trúc Trà vậy? Quý ơi, Quý ơi, cô Út nè, mở cửa cho cô Út đi con. Quý, Quý à, con có sao không? Cô cũng vừa mới biết chuyện á. Đàn ông mà con, chuyện ăn dụng là chuyện bình thường thôi mà. Cô cũng nghĩ con là hạng người đó hả? Thì dù con có là hạng người gì đi nữa thì cô cũng không bao giờ trách con. Chẳng qua trong lúc nào đó không kiềm chế được thôi. Mà chuyện đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Con không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Con thấy có lỗi với vợ con. Lỗi phải cái gì? Mà cô cũng khuyên tụi bay nên ly dị đi. Chứ lấy nhau mấy năm rồi có con cái gì đâu. Đúng ra tụi bay phải tự thấy hổ thẹn với lại tổ tiên dòng họ nhà mình chứ. Thật lòng thì con rất yêu vợ con, nhưng mà thật sự là con không muốn nhìn thấy vợ con phải chịu áp lực hàng ngày như vậy. Trời ơi, nói như vậy á là bay hiểu ra vấn đề rồi đó. Chứ bay nghĩ coi nè, mẹ bay á có chịu để yên cho con Trúc Trà không? Nói cái chuyện mà tối ngày bay chì chứ con nhỏ gì có tội nó không có con cái.
cũng làm cho nó chịu không nổi rồi đó, đúng không? Nín đi con, ba và anh sẽ tính cho con mà. Nín đi. Em yên tâm đi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Không có má, không có gia đình, con thực sự không biết phải làm sao. Con là một thành viên trong nhà này, nên chuyện của con cũng là chuyện của mọi người. Con không bao giờ bị đơn độc đâu, con biết không? Má ơi, mở ba ơi, mở ba, mở ba ơi, qua nhà ăn bún nè. Mở ba. Cô hai. Má bay đâu rồi? Má con đi rồi, không có ở nhà. Ủa, sao hứa với tao qua nhà ăn bún rồi nấu xong rồi đi đâu mất tiêu rồi mà nó đi đâu? Má con với lại anh Hiếu đi qua nhà chồng trút trà. Có chuyện gì gấp mà má con nó đi vậy? Cô cũng biết là má con đội trút trà lên đầu mà. Trút trà mà bị gặp chuyện gì mà nhỏ xíu á, má con cũng nhảy lên. Bày nói vậy mà bày nghe được hả? Trút trà nó là một đứa ngoan ngoãn, dễ thương, nên ai cũng thương mến nó. Mà bay nói má bay đội lên đầu hả? Nói vậy là nó bậy đó nghe con. Rí rồi, con không biết Trúc Trà là con ruột của má con hay con là con ruột của má con nữa đây. Nè, bay đừng có ganh ghét em nó mà tội nghiệp. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, tới bây giờ nó chưa biết mẹ nó là ai nữa. Đáng lẽ bay phải thương nó chứ. Cô nói phải, ai cũng thương Trúc Trà, mọi người đều thương Trúc Trà, tại vì tính nó ngoan hiền chứ không phải như con, đúng không? Người gì đâu mà không rộng lượng chút nào hết trơn á. Uống nước đi mẹ. Quý, thằng Quý đâu? Mày ra đây cho tao. Mẹ. Mày ra đây lẹ lên. Nè, vô nhà người ta thấy người lớn không chào hỏi, la lối ông xòm vậy hả? Con xin lỗi bác, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Mẹ con tôi lần này qua đây không cần nói chuyện tử tế gì nữa, tức nước dở bầu thôi. Trời ơi, mày làm cái gì vậy Hiếu? Con mày biết mày làm cái gì không? Mày điên rồi hả? Mà. Hả Hiếu? Mọi người ơi, anh đừng làm như vậy. Con trai tôi kìa. Anh Hiếu, anh Hiếu. Nè, đừng mà. Nó không xứng đáng để cho con quan tâm đâu. Tôi báo công an, mấy người vào nhà hành hung con trai tôi. Bà báo đi, tôi đang cần công an có mặt để xử lý cái vụ này. Tại sao lại đối xử với Trúc Trà như vậy? Tại sao mày dám lên giường nhất của ta? Chính mắt em nhìn thấy, tại sao lại dám làm chuyện này chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao hả? Mày có con là đàn ông không Quý? Mày từng nói với tao cái gì? Mày sẽ yêu thương và bảo vệ cho Trúc Trà. Mày bảo vệ bằng cách đó đó hả? Mày đã làm gì em gái tao? Em gái hả? Chứ không phải trước khi là em gái, hai người từng là tình nhân của nhau hay sao? Vì vậy mà cậu mới sốt ruột tới đây hả? Chị xui à, chuyện quá khứ chị lôi ra đây làm cái gì? Thì tôi thấy lạ. Nói trắng ra con Trúc Trà đâu phải là con ruột gì của chị. Mà hở ra nó có chuyện gì thì thằng anh hờ của nó lại xuất hiện. Tự coi lại mối quan hệ của mình đi. Chị xui à. Mẹ, mẹ nói gì con cũng được hết, nhưng mẹ không được nghi hoang cho con như vậy. Còn với anh Hiếu, chỉ là mối quan hệ anh em trong nhà thôi. Tôi không cần cô phải phân bua. Chuyện này hai người tự giải quyết đi. Bây giờ thì cô cũng biết, chồng của cô đã lên giường với người khác rồi, có lòng tự trọng thì ký đơn ly dị đi. Chị xui à, cái tội chia loan rẽ phụng là trọng tội đó, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chị nhớ giùm tôi câu này. Quý, bác gái đã sai trong chuyện này rồi, nhưng còn mày, mày là người chồng, mày phải biết cách cư xử chứ. Mày hứa với tao là sẽ bảo vệ Trúc Trà, không làm tổn thương cô ấy, tại sao mày không giữ lời? Quý à, con không kèm lòng trước sự quyến rũ của cô ta đúng không?
Con không gật đầu thì làm sao người ta lên giường với con được? Cứ như vậy thì mình sẽ điên lên mất. Thà một mình chịu đau còn hơn. Sao? Mày không còn gì để nói với vợ mày đúng không? Chuyện đã như vậy rồi thì còn nói được cái gì nữa? Trúc Trà, Trúc Trà, anh xin lỗi em. Anh nghĩ tốt nhất là chúng ta ly dị đi. Mày!